rồi, con á nhất định là phải lấy vợ sinh con cho má. Con là độc đinh của bốn đời nhà Nguyễn này, con hiểu không? Con hiểu, nhưng mà bây giờ có cái cách nào á mà là con không có vợ mà con có con được không má? Cái gì kỳ vậy? Không có vợ mà có con, bộ muốn lấy con gái người ta rồi bỏ hả? Đạo đức gì kỳ vậy? Con không phải như vậy, nhưng... nhà này không có đạo đức đó. Con biết con được. Phải lấy vợ đàng hoàng, có con cho má. Bây giờ con chưa muốn lấy vợ mà thật sự là như vậy mà má. Không muốn là không được. Bây giờ má cho con chọn, một là má sống có vợ sinh con, hai là má chết cho con giữa đâu. Má. Má. Sao lại như vậy chứ? Thấp. Anh. Giờ phải làm sao thấp? Sao lấy vợ đi. Nghĩ sao lấy vợ luôn trời. Nghĩ sao vậy? Nói chuyện nhanh, nói chuyện nhanh. Má vậy thôi. Anh nói thẳng với cô là anh ấy đi. Trời ơi. Em biết không, anh mà nói với má anh là anh bị ấy, trời ơi, anh bị giết chết, anh giết chết á. Chứ giờ sao? Trời, không biết sao á, bây giờ không biết sao. Anh không biết sao, em biết sao. Ủa má. Ờ. Cô đi chợ về á, sao không vô nấu nướng gì đi, ngồi đây còn tám chuyện nữa. Ừ, thì con nói chuyện với anh chút xíu rồi con vô con làm. Cô thấy công việc nhà ngày nào con cũng làm quần quật hết trơn á, con làm từ sáng sớm chứ bộ. Cô thấy ai siêng năng mà 4 giờ sáng dậy tưới cây cho cô không? Đúng rồi, cô siêng lắm. Chứ gì? Ừ, cô tưới giỏi lắm. Cái đám cây của tôi nó tiêu hết trơn rồi. Nó tiêu là tại vì nó bệnh sẵn nó mới chết, chứ không phải tại con tưới nó mới chết đâu cô. Con nói thiệt với cô nha, bây giờ nha, cô đi tìm thử ngoài có một người nào làm việc như con không? Ừ. Rồi bây giờ cô đi làm việc, cô đi nấu ăn đi. Còn không là cô bị trừ lương nha. Nếu mà cô nói trừ lương thì con đi làm thôi. Má. Bây giờ con sẽ nghe theo lời của má. Con sẽ dắt bạn gái về, giới thiệu ra mắt má. Thiệt cái bài. Nghĩ sao cô em là bạn gái của anh người sao trời. Anh thấy đơn giản mà. Cái đó anh nghĩ giống như là đi đóng kịch đóng phim thôi mà. Anh khủng quá. Em làm gì có khiếu đóng kịch đóng phim đâu mà anh kêu em đóng. Không được đó anh ơi. Trời ơi, làm vậy vậy như là giống như đi lừa gạt người lớn vậy đó. Tự nhiên em đang là ưu xin, tự nhiên lên làm bạn gái của anh. Trời ai tin. Tin chứ. Tin cái gì, lỡ ba cô mà biết chuyện này đổ vỡ ra ba đuổi việc em rồi tiền đâu mà sống. Bây giờ em lo cái vụ tiền nông đúng không? Sao không lo, chứ giờ đi làm kiếm tiền là chủ yếu mà. Em khỏi lo, bây giờ là giúp cho anh chuyện này thôi. Là nói chung là tiền lương không, má của anh đưa một, anh đưa cho em gấp hai. Không không, không nha, không nha. Sao không? Em không làm, anh đừng có năn nỉ em cũng không làm đâu. Thì ít đúng không, bây giờ là gấp ba. Em nó không có làm. Tại sao không làm được? À. Em thấy cái chuyện này nó chưa có hợp lý lắm. Nó chưa có đủ tâm lý của em để mà em giả làm bạn gái của anh. Bây giờ bé này nó đưa ít quá nó không chịu hay sao, bây giờ là anh chơi luôn nè. Anh chơi cặp 4, cặp 4. Em nói thẳng một lần cuối cùng nha, em là ô xin từng trải, người ta ghét em rất là nhiều rồi, nên cái chuyện đó em làm cái một. Em làm một cái một, như vậy kết luận là em làm cái việc này cho anh với mức lương giá gấp 5. Trời luôn. Cái gì mà sáng giờ không thấy nó đâu hết trời á, thấm đâu hết trời. Đồ ăn cũng chưa xong, biết nó đi đâu, con nhỏ này. Hết tháng này cho nó nghỉ luôn cho rồi. Nó mà là con dâu mình chắc nó làm mình tức chết. Mà thằng Phi dẫn luôn nha, con bạn gái tới nhà. Cuối cùng nó cũng chịu có bạn gái, chịu lấy vợ rồi. Không quá trời. Má ơi, con về rồi nè. Về. Đâu? Cho coi cái coi. Dạ thưa má, ngày hôm nay thì con về đây, con dắt thêm một người con gái, đó chính là bạn gái của con. Ngày hôm nay xin trân trọng ra mắt. Dạ. Mm-hmm.
Chào cô. Dạ. Gì má? Thắng. Dạ con đây. Cô ơi, trước tiên là con có một rổ trái cây con tặng cho cô. Cô biết không, ý định của con ra chợ là mua bông vạn thọ tặng cho cô, vì con mong muốn rằng cô sẽ sống với tụi con đến 100 tuổi. Nhưng bông vạn thọ đã hết rồi, con đành mua bông cúc cho cô vậy. Nếu cô không thích thì cô có thể đem cúng cô nhé. Cô ơi, cô biết không, con đến đây vì con muốn cô làm quen với con ở một vai trò mới là con dâu của cô. Dạ. Không phải thật chứ con. Thưa má, đây là sự thật hả má? Sự thật đó. Má, sao vậy má? Má không đồng ý hả má? Phi, không được con ơi. Sao không được vậy má? Má nói không được là không được. Tại sao lại không được? Không được, con nghe lời má đi. Cô, tại sao con lại không được chứ cô? Con biết rồi, cô phân biệt đối xử con là ô xin chứ gì. Ô xin cũng là con người mà cô. Ô xin cũng được quyền yêu thương. Ô xin cũng được yêu mà cô. Cô không có hợp với thằng Phi. Sao lại không hợp chứ cô? Cô ơi, cô có biết không, con trai của cô cần cưới vợ, cần sinh con đúng không? Con được giấy chứng nhận của bác sĩ là con thần kinh ổn định và con có thể sinh sản được rất nhiều con. Hơn nữa, chị con làm ô xin trong nhà mình cũng một thời gian rồi, nên con biết được tính cách của mọi người như thế nào. Nên con nghĩ là con sẽ không bỡ ngỡ khi về làm dâu nhà cô đâu. Với lại, con thấy là trên thế gian này con chính là người phù hợp nhất để làm con dâu của cô, là vợ của anh Phi và đặc biệt là làm mẹ của các con của anh ấy, thưa cô. Chấm hết. Mà già dữ vậy. Thưa cô. Thiệt hả Phi cô? Tính toan. Cô ơi, đến giờ nấu cơm rồi. Cô và anh chờ con một chút, con sẽ nấu cho gia đình mình bữa thật ngon cô nhé. Má. Phi ơi, má nói nó không có được là không có được con ơi. Tại sao lại không được? Má phải cho biết lý do chứ. Con thấy Thắm là hợp với con nhất á. Không thể hợp được nó. Trời đất ơi, thiệt tình á, thớt gì mà dởm ghê á. Dở thớt hoài à, một tuần dở hết 5 cái thớt là sao? Thiệt sự lên mốt tôi về tôi làm dâu nhà này tôi thay đồ hết. Đó, con đó. Thấy được. Dạ. Đó, nó đặt gần hết đồ trong bếp nhà má. Rồi bây giờ nó đòi thay đồ ở nhà nữa. Không được, má nói không được là không được. Tại sao lại không được? Con thấy được mà, con thấy. Dạ. Má nói con rồi hả? Dạ. Con lấy ai cũng được trừ con Thắm. Má, má nói thiệt đúng không? Ừ. Má nói là má không được đút lời nha. Đúng vậy. Con ai cũng được trừ con Thắm ra. Dạ, con tin má. Con ừ. Vui quá. Anh ơi, thành công rồi. Mở cửa và bước chân vào đây. Ơi. Ủa. Má đồng ý cho hai tụi mình rồi đó. Em mừng quá anh. Má, đây mới đúng là người yêu của con nè. Dạ, con chào bác. Hạnh phúc quá. Gia đình hạnh phúc quá. Cảm ơn em. Má, má, má sao vậy bác? Má, má ơi, má, má có còn bác? Má, cô, má. Thảo. Chào anh. Chào em. Em phải là Thảo không? Em là Thảo. Tóc quăng. Ừ. Váy đen đầm đỏ. Ừ. Ủa, là em? Dạ em. Em á. Em đó, em đó. Em đúng rồi. Sao không giống? Chỉnh. Trời. Chỉnh hết anh. Trời đất ơi. Áp chỉnh. Mặc dù nay em cải chân mày hơi lố xíu. Trời ơi, chân mày lá liễu, mũi dọc dừa, môi trái tim, ừ. Cầm vi lai. Đẹp. Nhờ em giải thích mà anh thấy em bắt đầu giống cái hình rồi đó. Trời ơi, trời em đẹp quá em ơi. Em có gì muốn nói với anh không? Có. Em nói đi. Em muốn hỏi anh là anh có gì muốn nói với em không?
có. anh có nhiều điều muốn nói với em ơi. Trời ơi, anh chuẩn bị quá trời luôn, nhưng mà tới đây gặp nhan sắc của em một cái chữ nghĩa trong đầu anh đóng bài hết trơn cái trội luôn. Phải công nhận nha, em có một cái nhan sắc ta nói nó đậm đà, trời nó mặn mà. Má em xinh em ra sao mà đẹp dữ vậy em. Trời ơi xinh quá em ơi. Trời. Anh hả? Nếu mà anh đã thích em vậy rồi á. Anh hả? Mình hẹn hò nha. Hẹn hò? Hẹn. Ôi anh xin lỗi em, bữa nay anh có hẹn với má anh. Trời ơi em biết không, má anh lớn tuổi rồi, tập thể thao cho khỏe người đó. Bữa nay anh có hẹn chở má anh đi bơi đó, cho nên giờ anh về chở má anh đi bơi cái nhà. Xin lỗi em nha. Em hiểu rồi. Hả? Anh chê em xấu đúng không? Đâu có. Anh thất vọng về nhan sắc của em phải không? Không phải, em đừng nghĩ vậy. Mà hồi mà chat trên Facebook với xong mà anh nói là gặp em dù em có ra sao thì anh cũng chấp nhận mà. Thì anh nói thật lòng mà. Em, mặc dù em biết lần đầu em kể chân mày hơi lố một xíu, đó là lỗi của em. Nhưng mà ai biểu anh tin rằng em giống như trong hình thì đó là lỗi của anh. Đàn ông đúng là chồng bề ngoài. Em cho hỏi xài app gì mà chỉnh đẹp vậy? Trời. Không sao, thua keo này mình bày keo khác, còn nhiều mối mà lo gì. Em có biết là người ta cần phải có 50 giờ để làm bạn, hơn 200 giờ để làm bạn thân và dành cả cuộc đời để yêu nhau hay không? Anh... Dân, chính anh sẽ xây lâu đài yêu thương ở trong tim em, nơi tình yêu tìm được bình yên, quên đi nước mắt. Vậy là em đó em yêu, từ đâu em đã đến, làm cho anh yêu cuộc sống, yêu luôn cả em. Anh muốn... Làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé. Em đồng ý. Trời ơi em đồng ý. Em đồng ý. Yeah, anh thành công rồi, cảm ơn em. Em cho anh hỏi câu này. Nếu như á mà anh nói những cái lời như vậy với bất kỳ phụ nữ nào thì họ cũng đồng ý hết phải không em? Tất nhiên rồi anh yêu. Hay quá, cảm ơn em. Ủa Si. Hả? Nếu như là sao? Anh đang tập tỏ tình mà. Tỏ? Ừ. Em biết không, một lát nữa bạn gái anh sẽ tới đây và anh sẽ tỏ tình với cô ấy y như vậy. Mà anh thử với em đồng ý thì chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý thôi. Trời, hay quá em ơi, cảm ơn em nhiều nha. Bây giờ anh phải xuống dưới để mà đợi cô ấy đến, anh tỏ tình với cô ấy đây. Cảm ơn em. Anh sẽ hậu tại em sao? Ủa, nhà hàng mình tới đây làm chi? Mình là chuột bạch à? Qua câu chuyện này chúng ta rút ra được một bài học là không nên quá tin vào những lời nói ở trên mạng. Nghiệp, quá nghiệp. Đi chùa thôi. Trời ơi, dễ thương quá, hồi hộp quá. Không biết lần đầu gặp mặt sao nữa. Biết tới chưa ta? Ây da, nàng đâu rồi nàng ơi? Thảo ơi, Thảo ơi, Thảo đâu rồi em? Thảo! Ai vừa mới kêu Thảo? Anh nè! Anh đây nè. Anh. Ai vậy? Trời ơi, Hải trên Facebook nè, nhớ không? Anh Hải. Đúng. Anh Hải Facebook, anh Hải nài ngựa. Đúng rồi,
Nick là Hải Mã. Đúng luôn, chính xác. Ôi, em là Thảo. Thảo làm giáo viên đúng không? Giáo viên dạy môn sinh học lớp 9. Ồ, trời ơi, lớp 9 có nhiều cái học lắm luôn á em. Vâng, học trò hay gọi em là cô giáo Viên Thảo. Học trò em ngoan dễ sợ luôn. Với chế độ kiềm kẹp của em thì ai cũng ngoan cả. Hay quá. Thôi anh mời em vào nói chuyện xíu nha. Nãy giờ em đợi câu đó đó. Mời em. Dạ. Anh biết không, cái thời đại bây giờ con người đến với nhau giả dối lắm. Đúng vậy. Bề ngoài không. Đúng vậy. Ai mà có thể yêu một cô gái gì cái nội tâm bên trong chứ. Ít lắm em ơi. Tất cả chỉ như bên ngoài thôi. Ta nói gần tuyệt chủng hết rồi. Đúng. Thành ra tự nhiên trời, anh lại nằm trong cái giống mà sắp tuyệt chủng đó. Quý hiếm. Quý quá. Quý hiếm em cần phải bảo tồn nha. Thôi em thật là may mắn tự nhiên anh ở đây xuất hiện á. Trời ơi, cái chào đến cho em. Trời, anh biết không, đàn ông mà như anh bây giờ hiếm lắm. Thành ra là em yêu anh cũng vì điều đó đó. Làm chồng em nha. Em có một mái tóc dài để cho anh ôm, anh hôn mỗi ngày. Làm chồng em nha. Em có một bờ môi ấm áp để cho anh hôn em mỗi sớm mai. Cái bài này em bịa lại cho nó vui. Dễ thương, dễ thương. Khoái ghê lắm nè. Anh đúng thiệt á. Hẹn với tụi mình đồng điệu á. Tụi mình đồng cảm cho nó cùng nhịp nhau dễ sợ. Dù là chưa gặp ngoài đời, chắc trên Facebook thôi. Đúng rồi. Mình đã yêu nhau rồi. Gặp ở ngoài hỏi trời ơi thích gì đâu á. Anh đồng ý. Anh đồng ý làm chồng em. Anh đồng ý. Thành công rồi, thành công rồi. Trời, nhất định là anh ấy sẽ thích lắm. Bây giờ phải đi gặp anh ấy liền mới được. Ngồi xuống, ngồi xuống. Anh nè chứ anh ấy nào? Anh là ai? Anh là Hải. Hẹn với em hôm nay nè. Là em mới tỏ tình với anh. Em mới muốn anh làm chồng em mà. Đúng không? Đã có. Cái người mà em yêu á là cái người bây giờ em chuẩn bị đi gặp nè. Ủa là sao? Hả? Còn anh á hả? Còn anh là... Thì trước giờ là mình chat trên Facebook á. Thật ra là em cũng tính tìm hiểu anh. Nhưng mà sau một thời gian chat với nhau thì em phát hiện ra là từ lâu em đã xem chúng ta như hai chị em. Trời đất ơi. Nhưng trong lòng anh muốn em sẽ nhiều hơn thế. Đúng rồi. Không được, không được. Sao vậy? Nãy giờ á là em chỉ tập với anh thôi. Đồng điệu nhau lắm mà, hợp mà. Đồng điệu cái gì chứ? Đồng điệu ở đây á chỉ là cái tình chị em thôi. Tôi với anh không thể đến với nhau được. Thôi mà. Sốc không? Sốc. Đau không? Đau. Em gây nghiệp em cũng mệt lắm á. Em không muốn gây nghiệp đâu. Chỉ là em muốn anh đau để anh thấm cái nghiệp mà anh đã gây ra. Anh có thấy cái nghiệp em vừa gây với anh nó na ná một cái nghiệp nào đó anh đã từng gây không? Cũng tại nơi này. Bong tóc tóc tóc. 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 Bong. Trời ơi, cái gì vậy? Ba chúng tôi là một gia đình. Hả? Một gia đình phải chơi hết mình để vạch mặt mấy đứa sửa hình. Trời. Nó sửa hình nó còn chê mình. Dám chê mình phải chịu nhục hình. Sáng em. Má người ta. Nghe chưa? Đây gì em? Ủa? Ê, sao bỏ đi hết cho nó trò vậy? Ở lại một người cũng được mà. Ê, em áo đỏ ơi, lại đây với anh đi rồi anh dẫn đi bắn laser cái chân mày hết xấu liền à. Ê, em áo nâu, lên anh hát cho nghe nè. Trời ơi, như vậy là sống không thật tình, phải chịu sống một mình. Ba, em hẹn anh ra đây đột ngột như vậy á, anh có phiền lòng em không? Em nói làm sao vậy? Em hẹn anh ra đây anh vui quá trời luôn á. Ba vui thiệt hả? Thì mà. Ba, anh thật là đáng yêu. Ba,
Thật ra là em hẹn anh ra đây cũng có mục đích đó. Thì em hẹn anh ra đây có mục đích hả? Mục đích nghe không hay cho lắm. Em hẹn anh ra đây có lý do á. Dạ. Vậy em nói đi anh nghe nè. Thật ra là nè. À, cái này, ủa, hình như cái này ngày hôm qua anh mua anh tặng cho em mà. Đúng rồi, ngày hôm qua ông ba mua tặng cho em á. Ừ? Nhưng mà ông ba biết sao, em về em mở nó hoài không có được. Em không có sức lực á, dặn nó không được. Cho nên là em suy nghĩ nè, không lẽ bây giờ mình lấy cái búa, mình đập nó cũng không được. Hay là mình lấy cây dao, mình cứa nó cũng không được. Kỳ quá, hay là mình giục nó luôn thì uổng quá. Cho nên bây giờ em không biết làm sao với nó đó ông ba. Em ơi, đưa cái tay trái của em lên đây. Ủa? Không, anh mượn cái cọng này nè. À, lào tưởng. Tại vì em biết làm sao không? Khi mà nó trơn á, mình khó mở lắm. Cho nên nếu mà mình có một cái điểm tựa vô giống như vậy nè, ma sát á, là anh mở được liền à. Đó, hay chưa? Ôi, ông ba giỏi quá. Em khen anh hoài luôn á. Đó, đơn giản mà. À, hay quá ha. Em biết cách mở rồi, mà mốt về nhà để em mở ra. Thôi, nếu như mà xong rồi thì mình đi karaoke nha. Karaoke? Ba, em muốn đi karaoke giúp ba lắm. Nhưng mà tại vì em sao? Em sao nói cho anh nghe nè, đừng có ấp úng. Em sao cũng có đó. Một cái lý do. Em buồn quá à. Sao mà buồn nữa? Thật ra là em nói ra em sợ là ba không được vui. Không sao đâu, em cứ nói đi. Vì em, anh có thể làm được rất nhiều điều. Em yên tâm. Ba nói thiệt hả? Anh nói thiệt. Ba, thật ra là ba. Cái cọng dây chuyền này là oppa tặng em hồi tháng trước á. Đúng rồi. Mà bây giờ nó thành cái lắc tài rồi nè oppa. Mà em thích dây chuyền à, chứ em không thích cái lắc tài đâu. Vậy bây giờ em muốn làm sao nè? Bây giờ em không biết làm sao cho nó hết rối hết á. Không lẽ bây giờ mình cắt nó ra, xong rồi cái mình nói nó lại. Hay là bây giờ mình đem đun nó cho nó chảy đi, rồi mình làm lại cũng không được nữa. Em ơi, thật sự ra cái này nó cũng không đáng bao nhiêu tiền đâu. Cái Ủa? Này không đáng nhiêu tiền. Ba nói với em là nó 5 triệu là có không đáng, là đồ giả hả? Không phải, ý của anh á là 5 triệu nó không có đáng gì đối với anh đâu, em hiểu không? Em đừng có đốt nó, em cứ để đi, đeo lắc tay đúng không? Đeo đi, bây giờ anh đưa cho em 5 triệu nha. Coi như là anh mua lại cho em một cọng dây chuyền khác, để bù lại cho em. Ba cho em 5 triệu mua dây chuyền khác hả? Bình thường, anh thương em mà. Trời, ba. Cái sợi dây chuyền này á, em xem ở trên mạng á, em thấy nó báo giá là 4.900.000 á. Mà bây giờ oppa đưa em 5 triệu, như vậy là dư rồi, để em thói lại cho. Em thói lại cho 300 ngàn. Thôi, giữ đi, mệt quá à. Bao nhiêu tiền đó đáng gì với anh đâu, em hay vậy quá à. Vậy thôi em lấy 100 ngàn này em đi taxi á. Cảm ơn oppa. Không sao, anh thương. Rồi bây giờ xong chưa, đi karaoke nha. Ba. Hả? Sao nữa vậy? Thực ra là em không có tâm trí nào để đi karaoke hết á ba. Bây giờ sao nữa? Cứ nói anh nghe. Em không có dám nói đâu. Em nói ra em sợ ba sẽ ghét con người như em á. Em nói gì sao vậy? Tự nhiên anh thương em không hết mà làm gì phải ghét em? Có gì cứ nói anh nghe. Tại vì nãy giờ là hai chuyện rồi, người ta nói bất quá tâm. Bây giờ em nói một chuyện nữa là ba ghét em luôn á. Em nghĩ cái gì vậy? Vì em anh có thể làm 4 chuyện, 5 chuyện, miễn sao là em vui là được. Ba nói thiệt hả? Thiệt mà. Ô ba, thật ra là cái chuyện này em ngại lắm. Nó hơi tế nhị. Nó là em muốn có em bé. Muốn có em bé. Hả? Em muốn có em bé. Em
em à, nhưng mà chuyện này... Bà, đừng từ chối nha. Còn bé em hứa, còn bé em không phiền nữa đâu bà. Nhưng mà anh với em chỉ mới... Bà, nhìn thẳng vào mắt em nè. Anh đang nhìn nè. Em nói thiệt á, bà cho em có em bé nha. Bà. Thôi vậy bây giờ mình tìm chỗ sản xuất luôn đi em. Bà nói thiệt hả? Nói thiệt hả? Vậy là có em bé thiệt hả? Có luôn. Thôi, nhưng mà vậy ổn không? Được chứ. Bây giờ ba chỉ cần đồng ý một cái thôi, em chuẩn bị xong hết rồi. Ủa, em chuẩn bị hết luôn hả? Hả? Ba đồng ý nha. Anh đồng ý. Vậy thì ba chờ em nha. Nhưng mà em đi đâu vậy? Chờ em. Thì ra là đã có chuẩn bị hết rồi. Chắc sẽ là cao trào lắm đây. Con về hả? Dạ. Con chè. Chào bố đi con. Chào bố. Ủa là sao? Ba à, thấy nó dễ thương không? Dễ thương nhưng mà là... Cái này là em bé của mình đó. Cái gì? Cái này là em bé hả? Em bé. Trời ơi. Dễ thương. À đây, em có cái này cho ba nè. Nè. Cái gì vậy? Ba xem đi. Chào. Ủa. Hả? 25 triệu. 25 triệu. Hả? Chỉ có 25 triệu thôi hả ba? Vậy là con chó. Em bé. À? Em bé con chó. Em sẽ chăm sóc nó ở nhà em nha ba. Tự nhiên chiều con bé này chi bây giờ mất hết một mớ tiền. Con lưng á.